Truyện tích 23. Chuỗi hạt mân côi với cô gái điếm. Helena, một kỹ nữ nổi tiếng ăn chơi sa đọa trong vùng. Nàng đã mang kiếp cầm ca và kỹ nữ khi còn rất nhỏ tuổi. Mẹ chết sớm, nàng ở đợ cho một người bà con bên mẹ. Vì quá cực nhọc, đau khổ, đêm ngày bị người ta hành hạ, nàng bỏ nhà trốn đi, ở chung với bè bạn xấu. Vì có nhan sắc, chẳng mấy chốc Helena trở thành một giai nhân tuyệt sắc, làm cho nhiều người say mê. Cuộc đời cứ thế kéo dài hết năm nọ sang năm kia, sống trong tội lỗi quá, rồi cũng chán, thấy lòng mình trống rỗng không nơi nương tựa. Khi tuổi đã xế chiều, một hôm nàng theo bè bạn vào nhà thờ, chủ yếu là đi chơi, chẳng có ý đọc kinh cầu nguyện gì cả. Tình cờ được nghe một bài giảng về lợi ích của chuỗi hạt mân côi và mầu nhiệm kinh mân côi. Ra khỏi nhà thờ, nàng quyết chí đi tìm mua cho bằng được một chuỗi hạt mân côi để trong sắc tay. Vị linh mục giảng: mỗi khi bạn cảm thấy cô đơn, buồn chán trong tâm hồn thì đọc kinh mân côi, sẽ được Đức Mẹ ngự đến an ủi. Nếu không tin, bạn cứ thử thì sẽ thấy lời chúng tôi nói là chính xác. Helena làm y như vậy. Lúc đầu nàng cảm thấy không hứng thú, nhưng lần hồi càng ngày càng thấy tràn ngập vui sướng thiêng liêng. Helena thấy đời mình tội lỗi quá sức, ghê tởm và nhức nhối khi nghĩ đến kiếp giang hồ bấy lâu nay. Nàng đi xưng tội và quyết tâm chừa bỏ mọi tội lỗi để trở về với Chúa và với Đức Mẹ. Một hôm, lần chuỗi hạt xong, nàng đến quỳ gối trước tượng Đức Mẹ mà than thở: kính thưa Mẹ, con chỉ là một tên ác phụ, nhưng Mẹ đã cứu giúp con, cho con được ăn năn trở lại qua chuỗi hạt mân côi của Mẹ. Con xin phó trót linh hồn và thân xác dơ giấy của con cho Mẹ. Từ nay con quyết chí ăn năn thống hối, xin Mẹ phù trì hộ giúp. Nghe lời cầu xin của nàng, Đức Mẹ liền phán bảo Helena: con đã phạm tội nặng nề, làm mất lòng Chúa và Mẹ. Nay con bắt đầu cuộc sống mới, Mẹ sẽ ban ơn dồi dào cho con. Helena can đảm bán hết của cải phân phát cho người nghèo và sống một cuộc đời rất tốt. Bên cạnh đó, nàng đã sống một cuộc đời đầy khổ hạnh, ăn chay hãm mình, đền tội. Những cơn cám dỗ như những đợt sóng cuồng loạn tới tấp vây hãm và tấn công nàng. Nhưng với khí giới là chuỗi hạt mân côi, nàng đã lướt thắng tất cả. Sau một thời gian chịu bệnh để đền tội, Helena đã được Chúa và Đức Mẹ đến thăm và đưa linh hồn nàng về hưởng phúc trên thiên đàng. Lời bàn: những người được ơn ăn năn trở lại qua chuỗi hạt mân côi thì rất nhiều, nhưng mỗi trường hợp lại có tình tiết khác nhau. Một cô gái điếm chuyên nghiệp như Helena mà được ăn năn trở lại thì phải nói là ơn đặc biệt. Có biết bao nhiêu cô gái điếm ngựa theo đường cũ, không bao giờ chịu ăn năn trở lại. Có nói đến các cô chỉ quay đi và còn tỏ vẻ khinh bỉ, nhạo báng. Thời buổi bây giờ còn nói đến chuyện kinh cầu, lần chuỗi mân côi của mấy ông bà già nhà quê. Tạ ơn Chúa.